kính mời cậu toàn. Tràn đầy ân sủng để tất cả mọi người chúng ta trở thành con yêu dấu của Chúa. Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc tội lỗi chúng ta. Giờ đây chúng ta xin Chúa biết tha cho tất cả mọi lần. Ngài là gánh muôn tội đền,
yêu cầu lạy Chúa, Chúa đã sai con của Chúa là nguồn ánh sáng đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được bầu nhiệm Chúa giang trần soi dần, mai sau cũng được một con Chúa hương vinh phúc trên quê trời. Người là Thiên Chúa hàng sâu cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cùng Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà đã hạ sinh một con trai đầu lòng. Bà có con trẻ trong vải và đã nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bây giờ trong miền đó có những người mục tử đang ngồi ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao quả chung quanh họ khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong thân vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo Vinh Thiên Quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý bà anh chị em,
Trong mùa Giáng sinh chúng ta có cả tháng trời để chúng ta sửa soạn. Và cái bầu khí Giáng sinh ao cho chúng ta cũng cảm nhận được rằng một cái bầu khí mang lại cho chúng ta sự ấm cúng của tình người và mang cho chúng ta những niềm vui. Bởi vì chúng ta cảm thấy được yêu thương và chúng ta cũng muốn chia sẻ cái tình yêu thương đó cho những người chung quanh, những bạn thân thiết của chúng ta, những người chúng ta yêu thương nhất trong cuộc đời. Chính vì thế chúng ta đã kỹ lưỡng và dành rất nhiều công phu để đi tìm những món quà trân trọng, biểu trưng được tình yêu của chúng ta đối với người chúng ta tặng quà. Thưa anh chị em, mùa Giáng sinh là mùa chúng ta tặng quà cho nhau, và Thiên Chúa đã tặng quà cho nhân loại là chính con của người ở đây. Hôm nay chúng ta kỷ niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Trần. Chúa ban lại cho chúng ta món quà của yêu thương, món quà của sự cứu độ, và Chúa chỉ ban cho những người mà ngày hôm nay các thiên thần đây đã ca hát cho chúng ta. Đó là những người có lòng thiện tâm, đó là những người chân chuốt, những người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cái sự việc của mầu Giáng sinh ngày hôm nay cũng làm cho chúng ta bừng sáng, làm cho mỗi người chúng ta được cảm nhận, để rồi chúng ta cũng nhìn lại lương tâm của chúng ta. Những người Công giáo đã cả cuộc đời thấm nhuần ý nghĩa của Giáng sinh, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải được tái sinh trong mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa làm người. Chúa chỉ có thể tái sinh trong lòng chúng ta khi mà lòng chúng ta sẵn sàng mở ra để đón nhận sứ nghiệp của yêu thương, của tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta biết chia sẻ với mọi người. 6 giờ trước đây, ở tại đền Thánh Phêrô, trong bài giảng, trong đêm phục sinh, trong đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo cho mọi người chúng ta rằng ngày hôm nay con của vua David, Thiên Chúa Hoàng tử của hòa bình đã giáng sinh cho chúng ta. Lặp lại lời của tiên tri Isaiah mà sách đầu tiên chúng ta đã đọc. Nhưng Đức Giáo Hoàng than thiền rằng trong thế giới ngày hôm nay còn có quá nhiều những đau khổ, còn có quá nhiều chiến tranh chém giết lẫn nhau, sự thù hận đã lan tràn khắp nơi. Hoàng tử của hòa bình đã đến, và lòng chúng ta hãy còn chất chứa đầy những hận thù. Rồi chúng ta nhìn sang thành Bethlehem, mà nguyên ngữ Bethlehem tức là thành của hòa bình, nhưng ngày hôm nay rất xa vắng. Bởi vì chiều hôm qua, khi mà Bethlehem mở cửa ra để đón mừng Chúa của hòa bình tới, thì thưa anh chị em thấy gì? Lính gác ở ngoài và những khách du lịch không thể tới được. Chỉ vỏn vẹn có một số các thầy dòng, chỉ vỏn vẹn có một số những người gần ở đó thôi. Và Đức Sa-ba, tức là vị thượng vụ giáo chủ của thành Jerusalem đến đó, đã mừng Chúa Giáng sinh trong một bầu khí rất là cô đơn, lạnh lẽo. Nhìn từ Việt Nam ở Hà Nội cũng như ở Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội chúng ta thấy gì? Đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì ngày hôm nay tuy dù là một nước cộng sản còn đang có những khó khăn về vấn đề tôn giáo, nhưng bởi vì Giáng sinh không chỉ dành cho người Công giáo, và ngày hôm nay người ta cũng đã đốt đèn sáng trưng các hang cỏ ở ngoài đường từ Đà Lạt, Sài Gòn cho tới Hà Nội. Các nhà thờ đều có hang đá Chúa Giáng sinh. Và ngày hôm nay rất nhiều ông già Noel ở Sài Gòn, từng đám một, từng tốp một, có thể đi xe hơi, có thể đi xe gắn máy, và từng tốp như vậy đi tặng quà. Bởi vì nghề của ông già Noel ở Việt Nam đã trở thành một cái nghề sinh ra tiền ngày hôm nay, bởi vì người ta dùng ông già Noel để rồi đưa quà cáp tặng cho nhau. Nhưng trong lòng của người Việt Nam, những người bạn thân thiết của chúng ta ngày hôm nay, hỏi rằng Chúa có thực sự giáng sinh trong lòng mỗi người hay không?
sứ điệp hòa bình, sứ điệp yêu thương, sứ điệp để xóa bỏ hận thù có còn ưu uất trong lòng của người hay không? Thưa anh chị em, điều đó chúng ta cần phải hỏi lại lương tâm của mỗi người chúng ta và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta đang sống trong thanh bình, và ngày hôm nay sứ điệp của Giáng sinh là sứ điệp đây là nhà Cha trên trời mời gọi tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay Chúa đã tìm tất cả mọi người chúng ta. Nhà thờ ở đây là đại gia đình của Thiên Chúa, mời gọi anh chị em là những người hàng ngày vẫn đến đây cầu kinh, là những người chúng ta đã là con cái của Thiên Chúa. Ngày hôm nay Chúa cũng mở rộng tâm hồn, mời đón anh chị em có thể một năm một lần, hai lần chúng ta đến nhà thờ của Chúa. Nhà thờ của Chúa cũng sẽ mời gọi tất cả các anh chị em là những người có những vấn đề về cuộc sống hôn nhân, có thể là đã ly dị hay là đang vương mắc những khó khăn trong đời sống. Nhà thờ của Thiên Chúa cũng mời các anh chị em, những người đã bỏ xa con đường của Thiên Chúa để trở về với mái ấm của gia đình. Thưa anh chị em, tình yêu của Thiên Chúa đã mở rộng ra đón mời tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt màu da, không phân biệt tiếng nói. Chính vì thế mà ở trên nhà thờ đền Thánh Phêrô mới cách đây 6 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha cũng đã chọn các em bé cầm hoa đủ mọi thành phần của thế giới, từ những nước Phi Châu, Á Châu cho tới những nước Âu Châu, Nam Mỹ, tất cả để biểu trưng là đại gia đình của Thiên Chúa, bao gồm tất cả mọi người, người thánh thiện cũng như người tội lỗi, những người đã bỏ xa đường của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta ôn lại sứ điệp của hòa bình, sứ điệp của yêu thương, để rồi chúng ta trở về với nhà Cha, để rồi chúng ta đưa cái thiện tâm của con người, chúng ta đón chào Thiên Chúa, bắt chước các anh một đồng ở đây đến thờ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, sứ điệp của hòa bình, sứ điệp của yêu thương, sứ điệp của sự chia sẻ mầu nhiệm Giáng sinh chỉ có thể thực hiện được khi mà mỗi người chúng ta sẽ mở rộng lòng tâm hồn để cũng chấp nhận, để cũng yêu thương, để cũng tha thứ, để cũng làm hòa, bởi vì Chúa xuống thế làm người để hòa giải giữa trời và đất, để hòa giải giữa Thiên Chúa và con người tội lỗi. Cho nên ngày hôm nay sứ điệp của Giáng sinh cũng là gì? Là sứ điệp của ơn cứu rỗi. Nếu chúng ta đã quên đi rằng Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc con người của chúng ta và mỗi người của chúng ta, nếu chúng ta không nhớ được điều đó thì chúng ta đã chẳng nhớ gì về Chúa Giáng sinh. Thì thực sự những món quà mà chúng ta nhận trong mùa này chỉ là những món tiền, những đồ trang sức, những điều mà chúng ta cảm thấy chúng ta được yêu thương bởi con người mà thôi, chứ chưa được yêu thương bởi tình yêu của Thiên Chúa lãnh động trong tâm hồn của chúng ta. Vậy thưa chị em, chúng ta phải trân trọng món quà tình yêu. Không gì to lớn hơn là Thiên Chúa đã ban chính con của người cho mỗi người chúng ta để cứu độ chúng ta. Trước thánh lễ, cầu nguyện của chúng ta như một đại gia đình đã lắng nghe ca đoàn, những anh chị em, những tuổi trẻ đầy sức sống đã hy sinh thời giờ để tập luyện, để rồi đưa cho chúng ta một sứ điệp giải thoát chúng ta khỏi cảnh lô lệ của tội lỗi, khỏi những vướng mắc của trần gian. Cái sứ điệp đó cũng tạo cho chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương, chúng ta sẵn sàng mở rộng tâm hồn như trời cao để đón sương mai của Thiên Chúa, để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Các em nhỏ đây đã vất vả, đã hy sinh làm thiên thần để cống hiến cho chúng ta cái niềm vui Giáng sinh. Thiên thần ca hát cho chúng ta vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình yên dưới thế cho người thiện tâm. Các em là những thiên thần thực sự trong đại gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy hồi tưởng lại cái ngày giây phút mà lòng chúng ta được thanh bình, lòng chúng ta còn đơn sơ như những đầm đây.
chúng ta hãy nhớ lại. Cái lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy được yêu thương thực sự, chúng ta sẽ cảm thấy lòng rộn ràng, mến yêu chan hòa. Vậy thì thưa anh chị em, mùa Giáng sinh này là mùa chúng ta trao quà cho nhau, nhưng chúng ta cũng nhận được món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ước gì món quà đức tin đó sẽ sống động thực sự trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bắt đầu một năm mới gọi là năm truyền giáo. Đời sống của chúng ta cũng phải trở thành một chứng nhân của truyền giáo. Thay mặt giáo hội, tôi kêu gọi tất cả quý anh chị em, những người đã ở trong nhà thờ của Thiên Chúa, hay là những người lâu lâu mới trở lại nhà thờ của Thiên Chúa, chúng ta cũng như mắng cỏ đen đen, những khách trọ đen đen đã từ chối Chúa, đã nói rằng đây không còn chỗ nữa, thì ngày hôm nay các gia đình, mỗi tâm hồn chúng ta cũng mở rộng ra cái tâm hồn như một mắng cỏ, như một phòng để đón mẹ Maria, Thánh cả Thánh Xe và Giêsu đưa ra mình đến ra ở tâm hồn của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ cảm nhận được sự an bình về tâm hồn. Nhờ đó chúng ta sẽ có Chúa ở trong, để rồi sự an bình của Thiên Chúa sẽ ở mãi mãi với gia đình của anh chị em. Mời chị em đứng lên, chúng ta tiến sự kinh tin.
Và ngày đây, ly rượu ngã hương được ước từ muôn ngàn chùm nho chín. Xin nghiệp kính dâng lên Cha, cùng với bao giọt mồ hôi và lao công khó nhọc của mỗi người chúng con đang hiện diện trong đêm cực thanh mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần. Nguyện xin Cha đón nhận và thánh hóa của lễ chúng con kính dâng. Sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, thành phần của Thiên Chúa.
các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh đã sùng nhập thần Cha vào mọi thời đại. Và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con. Chính nhờ Đức Kitô cùng với người và trong người, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng, đem muôn thuở muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta đứng lên. Chúng ta lạy danh Cha và Son, Đức Cha chỉ lên, ý Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Cha rộng lòng thương yêu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn qua mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con người đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hẳn với các tông đồ, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp độ chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa, xin ban cho giáo hội được hiệp nhất và bình an theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Giờ đây chúng ta chúc mừng bình an của Chúa cho nhau.
xin cho chúng con biết năm tháng cuộc đời làm chứng rằng người đã đến hầu mai sau được cùng người hương phúc vinh quang, người hằng sống và dân trí muôn đời. Chúc mừng Giáng sinh đến với cha toàn nhiệm, toàn thể cộng đoàn dân Chúa và quý vị đến với chúng tôi trong thánh lễ ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, cho chúng con xin gửi một vài lời cảm ơn. Trước hết xin cảm ơn cả đoàn đã hy sinh thì giờ rất nhiều để tập luyện thay cho cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những bài thánh ca vòng Giáng sinh cũng như trong thánh lễ thật êm đềm, du dương đầy thánh thiện. Sự hy sinh của các anh chị em đã làm cho thánh lễ thêm phần long trọng. Xin cảm ơn cô Lan, Kim Anh và các em trong đội thiên thần đã dựng lại những hình ảnh thật sống động trong đêm kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Cảm ơn cô Vương và các em trong các vai thánh gia một đồng đã đưa lại hình ảnh tại hang Bethlehem cách đây 2003 năm về ngôi hài Thiên Chúa Giáng Trần. Cảm ơn tất cả quý vị đã góp phần vào việc tổ chức đại lễ Giáng sinh năm nay. Và chúng tôi cũng xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chúc mừng ca đoàn cũng như là các em. Đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị sau đây đã bảo trợ quà Giáng sinh cho các em trong năm nay. Ông Võ Quốc Nam, Security Real Estate đã bảo trợ 300 đồng cho các em. Bác sĩ nha khoa Trần Thị Hà 200 đồng. Chị Hồng và anh Cường 100 đồng. Một vị ẩn danh 100 đồng. Văn phòng bác sĩ Stephanie 50 đồng. Và văn phòng Real Estate SP 50 đồng. Tổng cộng là 800 đồng và chúng tôi đã nhờ các thầy cô phát quà Giáng sinh cho các em trong thứ nhật vừa qua rất là tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn văn phòng bảo hiểm Master Power do cô Tri làm việc rất bảo trợ 5 basket quà rất giá trị để chúng ta kính tặng các cha. Và kính thưa cha, thay mặt cộng đoàn chúng con chân thành cảm tạ cha đã chuẩn bị cho tâm hồn chúng con trong suốt mùa vọng vừa qua. Để tối hôm nay chúng con cùng với cha dừng thánh lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Sự hiện diện của Chúa hài đồng ở giữa chúng ta, chúng con hy vọng Chúa sẽ mang lại cho cha nhiều ơn thánh cũng như nhiều sức khỏe để hướng dẫn và dẫn dắt cộng đoàn chúng con. Và trong mùa Giáng sinh, chúng con có một món quà tuy nhỏ nhưng gói ghém tất cả tình yêu thương cũng như lòng thương biết của chúng con. Xin cha đón nhận cho chúng con. Sơ nữa, nhưng mà có lẽ các ngài còn đang một cha đang mình làm lễ, còn các cha khác kiểu như chúng ta làm lễ lâu thì chưa có quà. Chúng cũng cảm ơn tất cả cộng đoàn ngày hôm nay chúng ta có một bầu thi rất là long trọng cũng như là sốt sáng. Cảm ơn tất cả mọi gia đình, anh chị em đã hy sinh, tất cả các con cháu ở đây. Đặc biệt bây giờ cha có mấy món quà cho bởi vì các em thiếu nhi của chúng ta thuộc hai sinh hoạt, tức là hội thiếu nhi thì là học giáo lý và lớp tình thương, phải không? Thế bây giờ cha một em nào thiên thần và đại diện cho lớp giáo lý lên lĩnh cho cha, cho quà cho lớp giáo lý. Lớp giáo lý
đại diện của một em thiên thần nào đại diện? Thiên thần này lớn sáng quá. Và giờ đại diện ca đoàn trao cho quà nữa. Chắc hẳn ai đấy trong cộng đoàn của chúng ta cũng rất hãnh diện, bởi vì cộng đoàn của chúng ta sống trong tình nghĩa yêu thương. Và khi thấy các em nhỏ của chúng ta, từ em 2 tuổi cho đến em ngầu ngầu ở đây, cũng rất là hy sinh, thấy không? Các em phải tập vũ và may quần áo đẹp thì chúng ta thấy hãnh diện, bởi vì chúng ta có các sinh hoạt đều đặn để rồi giúp cho chúng ta sống trong một bầu khí yêu thương. Kính mến Chúa và cảm ơn tất cả mọi người, và cầu chúc cho tất cả mọi gia đình tối nay về sống trong hòa thuận yêu thương, được tình yêu của Thiên Chúa soi dẫn trên con đường. Cảm ơn tất cả quý chị em và cầu nguyện cho tôi. Thank you.
Giỏi lắm, giỏi lắm. Ngục đồng đi hết rồi hả? Long thờ Chúa.